AFP ngày 7 tháng 10 đưa tin, thị trưởng thành phố Chinba bang Guerrero, Mexico, Alexandro Acos bị sát hại khi vừa nhậm chức được 6 ngày. Văn phòng Tổng trưởng lý Guerrero cho biết đang điều tra về cái chết của ông Acos. Xác nhận chính thức được đưa ra sau khi những bức ảnh lan truyền trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp cho thấy một cái đầu bị cắt rời trên nóc một chiếc xe bán tải, có vẻ là của Acos. Cái chết của Acos xảy ra chỉ 3 ngày sau khi thư ký chính quyền thành phố mới Francisco Tabia bị bắn chết ông Moreno, người đứng đầu đảng chính trị PRI của Mexico, đã kêu gọi văn phòng Tổng trưởng lý Liên bang chỉ đạo cuộc điều tra về vụ sát hại trong bối cảnh tình trạng bạo lực đang ngày càng trở nên mất kiểm soát. Ông Alexandro Acos, đại diện cho Liên minh đối lập, trong đó có đảng cách mạng thể chế PRI. PRI lên án vụ sát hại, coi đây là một tội ác hèn nhát, đã quá đủ sự bạo lực và miễn trừ. Người dân Guerrero không đáng phải sống trong sợ hãi. Đảng này viết trên mạng xã hội X bang Guerrero trong nhiều năm phải chứng kiến tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm tranh giành quyền sản xuất và buôn bán ma túy. Năm ngoái, hơn 1.800 vụ giết người đã được ghi nhận tại tiểu bang này. Theo AFP, các quan chức Mexico, đặc biệt ở cấp địa phương, thường xuyên trở thành nạn nhân trong các vụ tấn công liên quan đến hoạt động tham nhũng và buôn bán chất cấm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Theo trang tin Ukraine Today.org, Israel đã chính thức bàn giao hệ thống cảnh báo tên lửa tiên tiến Tseva Adam cho Ukraine, hoàn tất quá trình chuyển giao kéo dài nhiều tháng. Đây là một động thái quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa Kiev và Moscow. Đại sứ Israel tại Ukraine Michael Brodsky xác nhận rằng mọi thủ tục đã hoàn tất và phía Ukraine đã nhận đủ các trang thiết bị cần thiết hệ thống tcva adam vốn được lực lượng phòng vệ israel idf triển khai tại các khu vực gần giải gaza là một công nghệ tối tân giúp theo dõi và phát hiện chính xác các vụ phóng tên lửa hoặc uav hệ thống này tính toán quỹ đạo bay xác định tọa độ điểm và chạm từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời để người dân tìm nơi trú ẩn với khả năng thu hẹp vùng nguy hiểm tiềm tàng tcva adam giúp tối ưu hóa phản ứng trước các cuộc tấn công tên lửa giảm thiểu thương vong và thiệt hại cho dân thường Hệ thống được biết đến rộng rãi qua những lần cảnh báo về các vụ phóng tên lửa từ giải Gaza. Khi phát hiện mối đe dọa, và Adam kích hoạt cảnh báo tự động tại các địa điểm dân sự và quân sự của Israel. Với giọng phát thanh cảnh báo liên tục cho đến khi các tên lửa bị chặn hoặc không còn vụ phóng mới nào. Khả năng này đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ người dân Israel tại các khu vực nhạy cảm như Sderot, nằm giáp biên giới với Gaza các cuộc thảo luận về việc Israel chuyển sau hệ thống cảnh báo Tseva Adon cho Ukraine đã bắt đầu từ năm 2023. Hệ thống này đã được thử nghiệm tại Kiev vào mùa xuân cùng năm, và đại sứ Ukraine tại Israel, Zephen Kornichuk, cũng đã công bố kế hoạch triển khai Tseva Adon tại 6 thành phố lớn trên khắp Ukraine. Ukraine hiện đang đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa và UAV ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột với Nga. Trong bối cảnh này, Việc triển khai Tseva Adam là một bước tiến quan trọng giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, bảo vệ người dân và giảm thiểu thiệt hại. Mặc dù quá trình thử nghiệm đã diễn ra từ đầu năm 2023, nhưng theo đại sứ Borowski, việc triển khai đầy đủ hệ thống này hiện phụ thuộc vào Ukraine và cần phải có sự phối hợp với các cơ quan liên quan của nước này để hệ thống hoạt động hiệu quả. Vào cuối tháng 9 vừa qua, trong bối cảnh Israel mở rộng xung đột kéo dài gần một năm xếp hạng tín dụng của nước này tiếp tục bị hạ xuống một lần nữa. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich nói rằng mặc dù nền kinh tế của Israel đang chịu áp lực nhưng vẫn chống chịu được. Cụ thể, ông Smotrich nói nền kinh tế của Israel đang gánh chịu gánh nặng của cuộc chiến dài nhất và đắt đỏ nhất trong lịch sử của đất nước. Nền kinh tế Israel là một nền kinh tế mạnh mẽ và ngay cả ngày hôm nay vẫn thu hút được các khoản đầu tư. Một năm sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Tel đang tiến hành chiến đấu trên nhiều mặt trận, phát động cuộc tấn công mặt đất chống Hezbollah ở Liban, thực hiện các cuộc không kích ở Gaza và Beirut, đe dọa trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran. Khi cuộc xung đột lan rộng ra toàn khu vực, tổn thất kinh tế cũng sẽ tăng cao, cả cho Israel và các nước khác ở Trung Đông. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột kéo dài đã khiến tình hình Gaza tồi tệ hơn, gây ra khủng hoảng kinh tế và nhân đạo, trong khi bờ Tây suy giảm kinh tế đáng lo ngại. Nền kinh tế Liban có thể giảm 5% do xung đột với Israel. Nền kinh tế Israel cũng suy giảm với dự báo tăng trưởng giảm từ 3,4% xuống còn từ 1 đến 1,9%. Ngân hàng trung ương Israel không thể giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế vì lạm phát tăng do tăng chi tiêu quân sự. Ngân hàng trung ương Israel cũng ước tính xung đột tại Trung Đông sẽ khiến Israel tốn 250 tỷ shekel, tương đương khoảng 66 tỷ đô la Mỹ đến cuối năm 2025, tương đương 12% GDP. Tính rộng ra, cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến thâm hụt ngân sách của Israel tăng gấp đôi lên 8% GDP từ mức 4% GDP trước đó. Nợ chính phủ tăng vọt và trở nên đắt đỏ hơn vì các nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận cao hơn để mua trái phiếu và các tài sản khác của Israel. Nhiều lần bị hạ xếp hạng tín nhiệm cũng sẽ làm tăng chi phí vay nợ của quốc gia này hơn nữa. Ngoài ra, bà Kanit Fleck, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Israel và hiện là phó chủ tịch nghiên cứu tại Viện Dân chủ Israel cho rằng có nguy cơ chính phủ Israel cắt giảm đầu tư để giải phóng nguồn lực cho quốc phòng chia sẻ với cnn gần đây bà flock cho rằng nếu tình hình phức tạp hiện nay trở thành một cuộc chiến kéo dài và cường độ cao hơn điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế và tăng trưởng ở israel theo cựu thống đốc ngân hàng cảnh báo nếu tăng thuế và cắt giảm chi tiêu các lĩnh vực khác ngoài quốc phòng để có tiền vận hành một quân đội thường trực lớn hơn thì có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế những biện pháp này cùng với những lo ngại về an ninh cũng có thể khiến người israel có trình độ cao đặc biệt là các doanh nhân công nghệ rời đi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Israel. Isaac Herzog, cuộc điện đàm được thực hiện vào ngày cuộc khủng hoảng ở giải Gaza, đã bắt đầu một năm trước đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời chia buồn tới người dân Israel và gia đình của 1.200 người, bao gồm 46 công dân Mỹ bị sát hại bởi Hamas trong ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ cho tới khi đưa được mọi con tin trở về an toàn. Ông Biden cũng cam kết bảo vệ sự an toàn của người dân Do Thái an ninh và quyền tồn tại của Israel cũng như quyền tự vệ của nước này trước các cuộc tấn công từ Iran và các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn, bao gồm Hezbollah, Hamas và Houthi. Tổng thống Mỹ và Tổng thống Israel tái khẳng định cam kết đạt được một thỏa thuận ở giải Gaza nhằm đưa các con tin trở về nhà, đảm bảo an ninh cho Israel, giảm nhẹ sự chịu đựng của người dân Palestine và mở đường cho một nền hòa bình lâu dài với Hamas, không bao giờ giành lại quyền kiểm soát Gaza hoặc khôi phục lại các năng lực quân sự của mình. Chiến sự leo thang vào dịp tròn một năm ngày nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel làm dấy lên lo ngại Mỹ và Iran sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ngày 7 tháng 10, giáo hoàng Francis lên án điều ông gọi là sự bất lực đáng xấu hổ của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt chiến sự ở Trung Đông. Một năm trước, ngòi nổ hận thù đã bị châm ngòi, bùng nổ thành vòng xoáy bạo lực. Giáo hoàng viết trong bức thư ngỏ gửi đến những người công giáo trong khu vực có vẻ ít người quan tâm đến điều cần thiết nhất và mong mỏi nhất đối thoại và hòa bình bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình lịch sử đã chứng minh điều này nhưng nhiều năm xung đột dường như không dạy cho chúng ta điều gì ông viết tiếp giáo hoàng Francis nhiều lần nói đến cuộc xung đột Hamas Israel trong những tuần gần đây và chỉ trích gây gắt chiến dịch quân sự của Israel ngày 29 tháng 9 vị giáo hoàng 87 tuổi chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Liban khiến lãnh đạo Hezbollah ông Sayyed Hassan Nasrallah thiệt mạng cùng với những người khác. Giáo hoàng gọi đây là hành động vượt quá giới hạn đạo đức. Trước đó, giáo hoàng nói rằng những hành động của Israel ở Liban là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi cách có thể để ngăn chặn chiến tranh. Trong bức thư ngày 7 tháng 10, giáo hoàng nhắn nhủ trực tiếp đến người dân ở giải Gaza. Tôi ở bên các bạn, những người dân Gaza, những người đã phải chiến đấu lâu dài trong tình trạng khốn cùng. Các bạn luôn ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi hàng ngày ông viết. Ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha đã kêu gọi các quốc gia đối tác tham gia bảo trợ cho các địa phương cụ thể của Ukraine. Sáng kiến này nhằm tạo điều kiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân và mang lại tác động lâu dài. Trên mạng xã hội, ông Sibiha viết, tôi kêu gọi các đối tác của Ukraine chưa tham gia sáng kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky hãy chọn một khu vực để bảo trợ, nơi họ có thể tạo điều kiện cho sự thay đổi. Một số quốc gia đồng minh đã tích cực tham gia sáng kiến này. Estonia đang hỗ trợ khu vực Zitomir, Latvia tập trung vào Chernihiv và Litva giúp tái thiết khu vực phía Bắc Kiev. Đan Mạch bảo trợ cho Mykolaiv, trong khi Italia nỗ lực khôi phục văn hóa tại Odessa. Gần đây trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine, Thủ tướng Hà Lan Rick đã được Tổng thống Zelensky mời bảo trợ cho Zaporizhia. Sự hỗ trợ của các nước đồng minh đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết các khu vực, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh tại Ukraine. Chương trình bảo trợ này được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho các địa phương của Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thực hiện một cuộc cải tổ chính phủ lớn, thay thế Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba bằng ông Andriy Sybilla cùng với gần chục bộ trưởng và quan chức cấp cao khác. Việc bổ nhiệm ông Andriy Sibiha làm bộ trưởng ngoại giao mới của Ukraine là một bước đi chiến lược trong nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm tăng cường sức mạnh ngoại giao của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Với kinh nghiệm và sự cứng rắn trong đối ngoại, ông Sibiha được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho chính quyền Ukraine, giúp Ukraine vượt qua những thách thức lớn và duy trì sự ủng hộ quốc tế trong giai đoạn khó khăn này. Hồi cuối tháng 8, Bộ trưởng kinh tế Ukraine Julia Sviridenko thông báo Kyiv sẽ nhận được 800 triệu đô la Mỹ từ Mỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Sviridenko đã cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ của nước này trong việc xây dựng các hệ thống bảo vệ thụ động cũng như gói tài trợ 800 triệu đô la Mỹ cho ngành năng lượng. Ông Sviridenko cũng tiết lộ về cuộc họp với thứ trưởng năng lượng Mỹ David Turk trong chuyến thăm Mỹ và việc cung cấp cho Washington danh sách các thiết bị quan trọng mà phía Ukraine cần sửa chữa ngay. Bộ trưởng Sivirinanko cho biết, hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột với Nga. Mỹ hiện là nước trợ giúp Ukraine nhiều nhất trong cuộc xung đột với Nga, cả về mặt quân sự lẫn kinh tế.